Chú hỏi con nè, giờ bà nội thì bệnh vậy đó, cha thì bệnh vậy đó, mẹ cũng không khỏe nữa. Trong con có suy nghĩ điều gì không Quân? Suy nghĩ khổ, khổ giờ mình nó khổ quá. Giờ cha thì bệnh không có phụ mẹ được, giờ có mình mẹ lo cả gia đình nhà, giờ thấy nhà nhà giờ vậy nó khổ quá, không có đủ nữa. Tiền ăn tiền đồ á không đủ mô tả cho bà nội nè, của các bác chú gì á cho tiền cho bà nội mô tả luôn đó, mô tả mua sữa đồ đó, sữa đó đó sở cho bà nội bà uống vậy đó. Còn cha thì mua cũng mua tả đồ, mua thuốc đồ nhiều lắm. Mẹ con á thì thường bị bệnh á hay đi chích thuốc, cũng không biết con cũng không biết bệnh gì. Về lâu về dài á, cái nguồn tiền gia đình mình như thế nào chị ha? Hỏi cái câu hỏi cái câu đó thì tôi cũng biết trả lời sao nữa. Hàng ngày nữa nhờ bà con cô bác gạo thì người ta cho từ lúc đó tới nay cũng cả tháng vậy, người này kia cho tấm tấm vậy đó, với cho mì đó, đồ ăn thì cũng tiện cho chút ít, nhưng mà ăn bà nội thì phải mua cá bự ra không về rồi phải bầm lạng da đồ ướp để trong hộp vậy đó, một bữa ăn làm cho ba ăn chút một chút. Chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại xã Long Mỹ, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long. Và nơi đây là ngôi nhà của bé Quân đây cô chú anh chị. Bé Quân thì hôm trước Nghĩa có quay một cái video về hình ảnh của gia đình anh Hải cũng như bé Quân. Anh Hải thì bị bệnh thoát vị đĩa đệm, hàng ngày phải chăm mẹ già 95 tuổi nằm một chỗ. Còn bé Quân thì phụ cha, phụ mẹ làm những công việc trong gia đình. Cũng như ngoài ra thì em còn phải đi học. Và cái ước mơ của Quân là được làm giáo viên, một cái ước mơ rất là cao cả cô chú anh chị. Qua nội dung video đó thì cũng được nhiều quý ông bà cô chú anh chị quan tâm gửi lời yêu thương. Hôm nay Nghĩa quay trở lại đây để thăm nhà anh Hải cũng như là bé Quân đây cô chú anh chị. Phía trước thì hôm nay Nghĩa đến thì thấy có cái nhiều cái gọi là thay đổi. Hôm trước thì chú chào con Quân. Con đang làm gì đó? Tươi cải hả? Coi chú gửi cái này cho con đi. Ủa hôm trước chú vô chú không thấy cái này, con nhà con mới làm đây hả? Dạ. Này ai làm? Mẹ con làm với con chứ phụ mẹ được chút á. Mẹ con với con ha. Dạ. Bây giờ là con tưới hả? Dạ. Ủa con gạo gì gà có vô được không Quân? Dạ cũng có, nó gạo vậy mà nó vẫn vô được. Vô được à, mắc giữ nó hả? Dạ. Cái này con làm gì con tưới hả? Tưới. Con vừa làm chú vừa trò chuyện con ha. Dạ. Cái này con trồng cái gì với này Quân? Dạ cải. Cải ha. Là nước là con phải xách lên rồi con mới bỏ vô cái thùng dồi đó con tưới. Lại đứng đây nè, chú hỏi thăm chút nha, ông cho ông bà cô chú hỏi thăm con chút ha. Dạ. Con quay mặt lại đây nè, quay mặt đây con gỡ nón ra đi con, gỡ nón ra cho ông bà cô chú thấy đi. Trời, bữa nay tóc đẹp trai quá.
Là cái cãi này là mẹ kêu con chồng hả sao? Mẹ với con cùng chồng á. Ăn chồng. Rồi chú hỏi nè, chồng cãi nữa mình cải thiện bữa ăn trong nhà. Dạ. Ừ. Rồi dư rồi sao? Dư cho chú hay gì? Dạ dư bán kiếm tiền rồi mua sữa đồ cho bà nội, mua tả đồ cho cha vậy thế á. À, mua sữa mua tả cho bà nội cho cha ha. Dạ. Chú hỏi con nè, bữa nay chú xuống á, chú hỏi con cái ước mơ con là gì Quân? Ước mơ con có được được cái xe đạp. Được xe đạp ha. Dạ. Hồi đó giờ con đi học là xe đạp con đâu? Xe đạp con hả? Xe đạp con cũng hư gì rồi. Nó thường lủng ruột hoặc là lủng xì bánh xe á, đi dưới đường nó cứ bị xì hoài à, thường ghé tiệm á. Nó hư hoài à. Bây giờ là ước mơ có chiếc xe đạp mới để đi học con ha. Dạ. Ngoài ra ví dụ như giờ chú thấy con đi học là buổi chiều đúng không? Dạ đúng rồi. Buổi chiều rồi buổi sáng là con ở nhà phụ cha phụ mẹ. Giờ chú hỏi con, giờ chú muốn cho con tạo cho con một cái điều kiện gì đấy con làm kiếm tiền con chịu không? Dạ chịu. Ở đây con làm được gì con nói cho ông bà cô chú nghe đi. Dạ như nuôi vịt nè. Nuôi vịt ha. Nuôi gà với trồng trọt đồ vậy đó. À, là trồng rau. Dạ. Trồng rau rồi nếu mà có được ông bà cô chú thương thì con nuôi vịt ha. Dạ. Con nuôi cỡ bao nhiêu con Quân? Dạ cỡ 15 con hoặc 20 con chứ. 15 con 20 con. Giờ chú hỏi con là nuôi vịt ra bán là việc đầu tiên con lấy tiền đó con làm gì con kể cho ông bà cô chú nghe đi Quân. Dạ việc đầu tiên là con mua thuốc cho cha để uống. Thứ hai là mua sữa cho bà nội, mua tả cho cha với bà nội. Thứ rồi tiếp theo là con mua đồ ăn, đồ thức uống, thịt cá đồ với cho nhà, cho gia đình con ăn vậy đó. Nếu còn dư á thì con mua cải đồ cái gì đó con trồng quanh đây nè cho nó lớn rồi mình có để mình ăn. Trời ơi có 20 con vịt mà con tính nhiều quá vậy Quân. Vậy à, sao đầu tiên là mua tả, mua thuốc cho bà nội với cha. Dạ. Rồi mua đồ ăn thức uống. Dạ. Rồi mua giống nặng trồng nữa. Dạ. Rồi con mua gì cho con sao? Con cũng mấy năm mua gì nữa, con cũng không có nghĩ tới nữa. Con chưa nghĩ cho con gì chăng ha? Dạ. Ở bữa nay hớt tóc đẹp trai quá. Là con vô học được mấy ngày rồi? Dạ được 4 ngày vậy, 40 năm rồi. 40 năm ngày vậy ha. Là hồi trước giờ là con đi xe học bằng xe đạp cũ. Dạ. Ngày cái mơ ước giờ là có được chiếc xe đạp với chừng 15-20 con vịt ha. Dạ. Trời ơi. Rồi đi học vậy đó, về nhà phụ cha phụ mẹ vậy là không có đi chơi gì chứ ha? Dạ không, ở nhà không à. Có làm xong rồi đi chơi rồi chút xíu vậy thôi. Chứ cũng không có chơi gì nhiều. Hồi nào giờ con có trồng rau trồng cải gì không Quân? Dạ có. Hồi trước con trồng gì con kể ông bà cô chú nghe đi. Trồng xà lách gì đó. Xà lách hay bắp cải trồng đây nè. Rồi con trồng bông cải. Rồi trồng như ta trồng hành với trồng xả đây nè. Trồng hành cũng nhiều vậy đó. Dạ. Là con cũng là như là cái này ai cuốc lên con nói ông bà cô chú nghe đi. Dạ mẹ con cuốc á. Mẹ con cuốc rồi con lúc đó con phụ con làm gì? Con gãy gơm lên vậy. Con gãy gơm lên. Dạ. Mẹ con cuốc. Rồi giờ là con tưới. Dạ. Bữa nay dẫn chú vô thăm bà nội được không? Dạ được. Con nghỉ tan chút ha. Trời, bữa nay dẫn chú vô bà nội đi cho ông bà cô chú thấy hình ảnh bà nội ha. Ủa bữa nay bà nội nằm đây hả Quân? Dạ. Dạ con chào bà. Khỏe không bà ơi? Con hàng ngày có bóp tay bóp chân cho bà nội không Quân? Dạ có. Có ha. Dạ. Hồi đó lúc mà bà nội còn khỏe bà nội có cho tiền con đi học hả, mua bánh gì không con? Dạ có cho nhưng con không có lấy. Ủa sao vậy? Tại tiền đó của các bác của con cho bà nội con mua sữa mua gì đó của bà nội con không có lấy. Là của mấy bác cho bà nội nên để dành cho bà nội ha. Dạ. Bà nội có nghe Quân nói không bà nội? Nghe hả? Bà nội thương Quân không? Hiểu. Dạ. Okay, hiểu. Sáng giờ bà nội ăn gì chưa bà nội? Chưa. Sáng giờ chưa bà nội chưa ăn hả Quân?
Bà nội bà nói gì đâu, chứ bà nội bà ăn rồi á. À, là bà nội có khi cũng không có nhớ hả con? Dạ không, bà nội bà thường quên. Bà nội cũng thường quên hả? Dạ. Có khi nào bà nội quên con luôn không? Không đâu. Nhớ con ha, mà dạ. Cũng như ăn uống là có khi mình hỏi là bà nội ăn rồi nói chưa ha. Dạ. Ừ. Chú hỏi con nè, giờ bà nội thì bệnh vậy đó, cha thì bệnh vậy đó, mẹ cũng không khỏe nữa. Trong con có suy nghĩ điều gì không Quân? Suy nghĩ nó khổ quá. Khổ, giờ mình nó khổ quá. Giờ cha thì bệnh, không có phụ mẹ được. Giờ có mình mẹ lo cả gia đình nhà. Giờ thấy nhà giờ vậy nó khổ quá, không có đủ nữa. Tiền ăn, tiền đồ á, không đủ, mua tả cho bà nội nè. Của các bác, chú gì á, cho tiền cho bà nội mua tả luôn đó. Mua tả, mua sữa đồ đó, sữa đó đó. Ừ. Sợ cho bà nội bà uống vậy đó. Còn cha thì mua, cũng mua tả đồ, mua thuốc đồ nhiều lắm. Mẹ con á, thì thường bị bệnh á. Bệnh á, hay đi chích thuốc. Cũng không biết, con cũng không biết bệnh gì nữa. Tối thường ho, hồi tối nghe mẹ con ho á. Bệnh chắc là trời lạnh bị sốt rồi chứ. Ừ. Cười cha con mấy ngày nay sao con? Con kể cho bà cô chú nghe đi. Cha con mấy ngày nay cũng đau chân lắm. Đau một cái chân nó cứ giật giật hoài à. Đau tê dưới đây nè. Đi đi nó đau. Ngồi đi chống cái tó thì đi cũng được. Không sao hết á. Nhưng mà nó tê, nó đau lắm. Con có mong là mai này con lớn lên con sẽ làm cái công việc gì đó để phụ cha mẹ không? Dạ có. Chú hỏi con nè, như cái cuộc sống, chú xin lỗi con trước nha. Dạ. Như ví dụ như nhà con á, cha mẹ con không có lo con được học tới đại học rồi con có buồn không? Dạ cũng buồn. Tại vì cái đó ước mơ của con đúng không? Dạ. Nếu con không có điều kiện học tới đại học rồi con sẽ làm công việc gì là Quân, con có nghĩ chưa? Dạ con cũng chưa biết rồi con nên làm nghề gì nữa. Cũng mong có tiền để đi học tới nơi tới chốn con ha. Dạ. Để ra trường có việc làm, có tiền nhiều để lo cho cha mẹ, cho bà nội ha. Dạ. Rồi, cô chú anh chị đây là con hổng là con nói con bao nhiêu tuổi rồi Quân? Dạ con 12 rồi. Bé Quân 12 tuổi rồi cô chú anh chị. Hằng ngày thì ngoài cái việc học buổi chiều ra thì buổi sáng ở nhà lo phụ cha phụ mẹ, lo trồng rau trồng cải, lên đây chăm bà nội nữa nè. Cho chú chúc con luôn mạnh khỏe, luôn học giỏi nha. Dạ. Con học giỏi không? Dạ giỏi. Giỏi. Giờ dẫn chú xuống cha con được không? Dạ được. Con đi nghe bà nội. Đi đằng này được không con? Dạ được. Cho chú mượn cái mic lại ha. Để đi dạ em chào anh, bữa nay anh khỏe không? Cũng được khỏe nha, hôm nó tê giò tê nhức giật chân quá trời, ngày đêm qua hôm nay. Mấy nay ăn uống gì được không anh? Ăn cũng ít rồi, không được ngon miệng như mấy bữa trước. Dạ. Nhức giật, tê nhức cái giò giật, anh lâu giật anh giò nhức. Hôm nay bữa em quay tới giờ là anh có đi tái khám đi gì không anh Hải? Có đi qua bên bệnh viện Trung ương quán có tái khám rồi người ta cũng cho thuốc mua ra to mua thuốc về uống nè. Dạ. Rồi bác sĩ có nói gì không anh? Thì cũng nói vậy cho đổi thuốc cho anh uống vậy thôi chứ không nói gì hết. Dạ. Là mấy ngày nay là bữa hôm trước là em xuống đây là anh còn đem đồ ăn lên cho bà cụ. Mấy ngày nay là đi đau hết. Quá chị đi dò đau quá chị tiện được. Dạ. Đi cũng đi nó mất thằng bằng đi không có tiện được như bữa hổm trước nữa. Dạ. Dịch đau dọn tê. Dạ. Em ơi cho anh hỏi anh ơi cho em hỏi cho chú mượn cái này Quân. Là có một anh hỏi em á là sao anh đi cái này là ảnh nói là cây này đi nó không bằng cây mà có cái nạn á anh cái... có anh có tối nạn bệnh đó có tối nạn mà nó nặng quá anh đi không quen đi không được là cái cặp nách này đó ha tối nạn đó tối nách đó
là cái này nó nặng đi không được. Nó dướng cái chân anh, đi cái chân bị chân chủ chân mình chủ động không được á. À. Nó dướng là anh đi không được. Còn cái cây này anh nói đi dễ chợt lắm nè. Đúng rồi, cái này thì dễ chợt nhưng mà nó điều khiển nó nhẹ, nó gọn hơn cái này. Cái này nó ấy quá, nặng quá đi, nó anh nhắc lên dở kia tay lên, nó dở lên nó nặng nề lắm. Dạ. Yeah. Em cầm thử biết nó nặng lắm nè. Dạ. Yeah. Ủa mình có cái cây loại nhôm gì giống vậy không anh? Không. À. Cái này là anh của bệnh viện chỉ anh mua nè. À, lúc mình đi bệnh viện người ta chỉ mình đó ha. Tại vì anh đó nói là cái cây này là đi nó dễ bị chợt lắm. Đúng rồi, cái cây tó tay này đi thì dễ chợt nhưng mà anh đi thì nó bị quen rồi đó. Dạ. Nó vận chuyển nó gọn gàng hơn cái kia nặng quá đi không được. Dạ. Cái kia nặng đi nó dướng chân. Dạ. Anh đi cái chân nó dướng rồi kiểu mình nhắc lên vậy nè. Dạ. Nhắc nó lên này đi nó khó khăn lắm. Nó cũng như con người nó bị gò bó lại vậy đó. Dạ. Rồi anh đi cái này nên chống nó cũng quen rồi. Mấy ngày nay anh ăn uống đồ được không? Ăn cũng không được ngon miệng em ơi. Dạ. Nhất nó giật cái giò anh đêm rồi khi đang ngủ nó muốn giật lúc nào nó giật nó ngủ không được. Dạ. Ngồi mà dậy mắt xoa bóp với sức dầu nóng rồi vô. Dạ. Thôi để chị đâu rồi anh? À, vợ của anh đang sắc chú cho dịch làm sao á. À. À, em hôm nay em đến thăm anh đó. À, cũng có ông bà cô chú thương thì gửi yêu thương đến gia đình mình. À, để em xin phép xuống em trò chuyện với chị một chút rồi mời chị lên đây gia đình mình nhận quà anh ha. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Em chào chị. Em chào con chú. Chị cho em gửi cái mic. Mình sắc chuối hả chị? Sắc chuối này cho vịt xiêm. Sắc chuối vịt xiêm ăn ha. Xiêm. Là cái chuối này là mình trộn với cám rồi. Cám rồi cám to mình đó. Dạ. Với thêm miếng thức ăn nữa. Dạ. Rồi cho nó ăn nó có dinh dưỡng ấy chút. Thế khi người ta có lúa nhiều quá cậu, tôi không có lúa, tôi mua bao thức ăn vậy rồi tôi trộn với cám to. Dạ. Chị ơi, mấy ngày nay bà cụ khỏe không chị? Bà nội có bữa khỏe, có bữa ba cũng khỏe, rồi hôm ngủ không được nữa. Dạ. Yeah. Bữa nào ba khỏe ngủ được, mình đỡ chút, ba không khỏe ngủ không được rồi. Thì cũng đi ra đi vô coi canh bả nữa. Dạ. Yeah. Tôi sáng giờ tôi cũng chóng mặt chết coi, cáng bằng. Bữa nay em lại thì hồi nãy em hỏi bà cụ ăn cơm chưa? Thì bà cụ nói là chưa nhưng mà Quân nói ăn rồi. Dạ. À, sáng thì mới cho ba uống sữa đâu rồi. Dạ. À, cũng như bà có lúc ba tỉnh, có lúc ba quên này cái rồi. Dạ. Dạ. Rồi anh Hải thì bữa nay không có bằng bữa trước em lại. Dạ. Bữa trước em lại thì anh Hải còn ở đây nấu nướng nè đem lên trên đó. Dạ. Còn bữa nay là đi không được luôn rồi, đang là nhức cái chân hả chị ha? Dạ. Ông nhức rồi ông miếng ông xuống ông bước ông đi nhiều rồi nó sưng. Dạ. Yeah. Nó sưng cái bàn giò lên đó cậu. Dạ. Yeah. Rồi hôm giờ tôi cũng chóng mặt, giác kệ nó gán kệ nha, mình gán làm, mình không có làm chuyện nặng, mình làm ở nhà lặt vặt vậy đi. Dạ. Yeah. Chứ giờ biết sao, giờ hoàn cảnh vậy rồi, không có đi mần được, thấy không có đi mần gì được chứ. Chị như em thấy gia đình mình nè, mà bà cụ thì bệnh nằm chỗ, anh Hải với mình cũng nằm chỗ, bé Quân thì đi học, có mình chị à. Con mình trong ngoài cũng con mình. Nó sáng thì như nó học buổi chiều, buổi sáng này nhờ nó phụ tưới rau cả nhưng cho vịt đồ ăn á, cái nó phụ. Dạ. Yeah. Mình những chuyện nào mình làm được mấy tí biểu nó bầm chuối rồi vậy đó cậu. Nó biết bầm chuối này luôn hả chị? Nó bầm được. Như sắt vậy nó chưa biết làm mình làm. À chứ chưa biết sắt nhưng biết bầm ha. Nó bầm được, nó ngồi nó bầm được. Rồi về lâu về dài á, cái nguồn tiền gia đình mình như thế nào chị ha? Trời ơi, câu đừng có hỏi cái câu. Hỏi cái câu đó thì tôi cũng không biết trả lời sao nữa, hàng ngày này. Nhờ bà con cô bác gạo thì người ta cho, từ hôm đó tới nay cũng có tháng vậy. Người này kia cho tấm tấm vậy đó, giúp cho mì. Đó, đồ ăn thì cũng tiền cho chút ít, nhưng mà ăn bà nội thì mới mua cá bự rồi, về rồi.
phải bầm lạng da đồ ướp để trong hộp vậy đó, bữa ăn làm cho bà chút vậy. Còn như ông bệnh như đôi khi nó bệnh thì ăn cũng không có ngon, nó thấy đi cũng phải mua này cũng kia cho mua. Mua thì tí nha, ổng ăn đi kệ mình, giờ mình làm tống mình thì ăn được, chỉ mua ổng cho thịt với cá lóc với mà lâu lâu ổng ăn không được, ổng ăn giết ngán đó, rồi mua miếng ức vịt chim đó. Dạ. Rồi gì kho gừng giống ăn. Hôm qua thì ăn ổng ăn không được, nhất tối nhất ăn được cái tôi mua cá lóc đó, tôi nấu cháo. Cháo cũng ăn. Nói chứ bệnh cậu thấy ngày nào cũng uống thuốc rồi, ăn uống đâu có ngon lành. Với nằm chỗ ăn uống không có ngon, trong mình đi tới đi lui vận động được. Không có vận động. Tại vì em cũng xin lỗi chị có một cái là bà cụ thì nằm vậy 4-5 năm nay rồi. Bà nội tính ra là 4 năm rồi. Rồi anh Hải giờ phải chị vật lý trị liệu thời gian chứ đâu phải ngày một bữa hết đâu. Ngày nào cũng người ta lại chăm cứu, người ta kêu đi ra ngoài thì cũng như người ta chăm, người ta lấy tiền ấy thôi. Mà cậu thấy hoàn cảnh đâu có ai đâu mà đưa ông đi. Yeah. Rồi giờ người ta lại đây chăm một ngày vậy là 80 ngàn. Yeah. Sáng người ta lại gì đó chút xíu người ta làm ở chỗ người ta đó, rồi thì người ta bệnh viện đó, rồi người ta mới vô đây. Cái cậu chăm nó, ông cũng nói đi, cũng tội nghiệp, nói chờ tôi thấy hoàn cảnh của cô vậy mà ấy đi xuống dưới đi nó cũng đỡ, mà ai đâu chở ông đi, nó khó khăn vậy đó. Người ta vô đây là phải trả tiền ta, vô đây mới trả tiền ta. Rồi chăm mỗi ngày luôn hả sao chị? Chăm mỗi ngày đó. Ngày nào cũng chăm hết trơn. Vậy là ngày nào mình cũng phải quay tiền ra có tiền. Thấy đó, ngày nào cũng tính là nội ổng chăm cứu là thấy 80 ngàn rồi. Rồi tiền thuốc tây đó thì đi khám chả người ta đưa to mua ngoài. Đi khám rồi bữa hổm đó. Rồi uống thêm thuốc mà quảng cáo nam đó cho nó mát cho cơ thể ổng mới đi được, chứ thôi ổng đi không được. Không đi không được thì ổng chặn đau dưới cổ đi. Vậy đó. Thấy là đâu có đi đâu được đâu, sáng lẫn quẩn cơm nước á, 4 giờ là tôi dậy rồi đó, nấu cái đó nữa đó. Lo lốt hả chị? Dạ, nấu cái đó, bữa nào cũng nấu một nồi cho ông xong hết trơn. À. Xong hai cái giò một nồi đó rồi muối nửa chén. Là cho anh Hải xong? Ừ. Dạ. Là chỉ là kêu làm đó đặng cho ông bớt tê cái giò. À. Mà không biết làm sao mà mổ rồi mà cái gì mà nó còn tê. Còn tê cái giò hoài vậy, ông bước xuống đất đi không được, bây giờ vậy đó rồi sao? Chị có khi nào nghĩ là cuộc sống phía trước mình sẽ thay đổi như thế nào hay như thế nào không chị? Trời ơi, tôi cũng mong muốn cho ông mạnh giỏi đi đặng ông mừng. Cụ thôi chứ cậu thấy tôi sức khỏe không có, yếu ớt nữa rồi mừng vậy nữa. Nói cho có mà người chồng trụ cột trong nhà lo nó rồi đó thì nó nghe ổng không à. Ông đi chạy xe rồi sáng tôi chỉ ở nhà vậy, đồ ăn đồ uống gạo thóc rồi là đám tiệc bà con cô bác bên vợ bên chồng gì ổng lo không à. Tôi chỉ nhà cơm nước với bà nội vậy đó, lo bà nội với nhỏ đi học rồi chăn nuôi vịt gà đó, nó ngay cũng đỡ, mình cũng không phải mà khó khăn gì quá, cũng xây chở sống cuộc sống vợ chồng cũng được. Tới chừng ổng ngã bệnh ra tới giờ rồi phải chịu vậy cậu ơi. Bệnh tới giờ rồi tôi thấy nó khó khăn đủ thứ cho. Em đến đây em ghi hình hôm trước á, thì bé Quân có cái mong ước là hình như bữa đó có chị đứng chị nghe đúng không? Có mong ước là được học để làm giáo viên. Ừ, nó nói vậy đó, không biết nó học được, tôi không biết giờ vợ chồng vậy đi rồi hoàn cảnh gia đình khó khăn, không biết lo cho nó học tới đâu nữa cậu ơi. Giờ nó thì nó mong ước rồi, nó nói giờ mẹ gắng ấy đi rồi con học đi rồi nữa rồi con làm được cái gì, ngành nghề gì, rồi nó hỏi nó thì nó nói nó muốn làm giáo viên, nó vậy đó. Rồi giờ không biết làm sao nữa, kệ đi lo gắng vợ chồng, rồi giờ ổng bệnh đau rồi tôi cũng gắng tôi mừng ngày nào. Lóc vậy thì nó cũng khuyên nó hoài, nó con gắng học đi, giờ tương lai con chỉ có cái học à. Nó cũng nói ngay nó học rồi cũng đỡ thôi chứ cũng không đến gì mình. Giờ chữ nghĩa mình
tôi giờ tiểu nghĩa tôi cũng dốt, tôi đâu có biết gì về mình, đâu có biết gì đâu, chỉ dẫn. Dạ. Như nhà chị em có, như có chị có em có cháu gì nó đi qua học trước đó, rồi nó về nó dìu dắt thằng này, có mình ơn nó, rồi nhầm khi nó sai biểu nó mằng này kia nọ, đầu óc nó cũng phân phối cậu. Dạ. Giờ coi như nó giờ nó cũng phân phối đủ thứ hết trơn. Nhưng mà còn cả một cái tương lai phía trước của bé Quân. Dạ. Tương lai của nó giờ tôi cũng biết lo nó được tới đâu nữa cậu. Nhà mình là gì, cũng nấu củi rồi quanh năm vậy hả chị? Nấu củi rồi vậy đó. Dạ. Nấu đỡ vậy đó, rồi một ngày nấu nước uống, rồi nấu nước bà nội lao mình, rồi ổng, rồi nấu xong nữa. Là chị nó chia sẻ là anh Hải ngoài bệnh tê nhất rồi đi vệ sinh không có tự chủ được, anh Hải nên bận tả luôn đúng chị ha? Bận tả không à. Dạ. Yeah. Cậu thấy rồi, từ lớp nào tiền tả ổng, rồi tiền tả bà nội nữa, rồi bà nội uống sữa nữa. Dạ. Yeah. Ổng nó ngay, ổng không có uống gì, ổng chỉ giờ sáng rồi tới nhà bữa nào thì tôi nấu cháo, còn ấy thì nuôi hủ tiếu rồi mình nấu chút chút vậy đó cho ổng ăn, rồi cái ổng uống thuốc, rồi cái người ta lại chăm cứu rồi mấy ổng mới ăn cơm. Dạ. Yeah. Cỡ 10 giờ là người ta lại người ta chăm cứu. Dạ. Yeah. Quân ơi, con xuống đây con, rồi chưa? À, bé Quân á có cái mong ước là muốn nuôi thêm vịt gà rồi đó. Đó, chị thấy sao chị? Cô cũng mừng lắm, nó mong ước nó nuôi đó, đến bây giờ vịt nhà nó nở đó. Con ngồi kế mẹ con đi con. Tính ấy thêm nữa nuôi được bầy vịt kia nó cũng trọng rồi, nay cũng có ký rồi đó. Vịt nay cũng có ký rồi. Con định nuôi vịt đúng không? Dạ. Con có hỏi mẹ con chưa? Dạ hỏi rồi. Lúc đó mẹ con nói gì sao? Mẹ con mừng không? Dạ mừng. Mừng. Chị như bé Quân nuôi vịt là nuôi ở đâu chị? Có ấy mà che chuồng rồi rồi hết trơn rồi kìa. Đó, con cầm làm sẵn rồi đó. Là... tính 15 tay này nè, dặn vịt ra rồi. 15 tay này có vịt con. Nuôi cỡ nhiêu đó được rồi, bị gì săn sóc cha nó rồi bà nội á. Nhiêu đó đi rồi kể. Bây giờ là mình đang nuôi vịt sim. Dạ. Nuôi vịt sim, còn bé Quân là con nuôi vịt gì con? Vịt tàu. Hồi nào giờ con có nuôi không? Con kể cho ông và cô chú nghe đi. Chưa nuôi lần nào đó. Là có phụ mẹ thôi đúng không? Dạ. Là chưa có nuôi riêng ha? Dạ, chưa nuôi riêng lần nào đó. Là giờ là ông bà cô chú thương cho tiền con là con nuôi riêng. Dạ. Cái chuồng là mẹ làm cho con rồi hả? Dạ. Là cái đó của con ha? Dạ. Nãy em hỏi á, bán vịt ra làm gì, nói mua thuốc, mua tả, mua sữa cho bà nội với cha. Mình không có, hôm trước thì tôi cũng hai bầy tôi nhập lại á, được 27 con. Thì lúc đó thì cũng ổng đi nằm viện, ổng đi nằm viện là 20 ngày ở nhà. Tôi bán được hai mấy con đó, rồi đó, ở nhà hai mẹ con gạo thóc rồi cổ thấy đi rồi bột ngọt rồi chà bông ngô lặt vặt vặt đủ thứ rồi cái bắt đầu cái hết bầy đó rồi mới nó đòi đẻ bầy sau nữa đó, nuôi bầy sau bữa hổm mấy cô nó xin mấy con còn được 15 con, ngày nay cả ký rồi. Yeah. Nói ngay giờ kệ nó đi mình làm chuyện lặt vặt, cậu thấy như đó vậy đó, cơm nước bà nội nó với ổng người xây qua xây lại, kệ mình làm nó được chút ít đi, thời gian nó bỏ qua cũng có, nó cũng không có mà dư giả gì, nhiêu mà mình xây chở nó cũng đỡ, mua dầu lửa nước mắm này kia nọ đường bột ngọt rồi. Nói chứ mấy cô nó người tỷ nên cho tiền mua sữa bà nội cho mấy cái đó mình lo chứ. Quân ơi, nghe mẹ nói vậy đó, trong lòng con nghĩ điều gì, con nói trong bà cô chú nghe đi con. Trong lòng con thấy mẹ con khổ quá. Mẹ khổ à? Con có mong ước điều gì cho mẹ con không? Dạ có. Là bình thường là bé Quân cũng biết bậm vậy. Bận công chuyện tí tôi mắc
làm chuyện khác thì bắt nó bầm vậy đó. Sắt thì nó sắt không được. À. Mình sắt rồi bắt nó bầm vậy. Con bầm cái này lâu chưa Quân? Con biết bầm này lâu chưa? Để lâu rồi. Là hồi đó là mẹ kêu con bầm. Dạ. Rồi mẹ chỉ cho con bầm ha. Dạ. Là hằng ngày bé cũng những công việc ở nhà này kia chị cũng chỉ làm thuần thục hết hả chị? Chỉ cho nó làm. Trong khi mất ngần gì mà la nó chằn chạc mất chạy đi vô cơm nó cũng làm được. Rồi kêu nó rửa chén đồ nó cũng làm được. Cái gì cũng làm được hết trơn. Giống như mình làm cái gì không kịp thì kêu nó là nó chạy nó lại tiếp làm. Dạ. Dẫn chú ra chuồng dịch được không con? Được. Để cho mẹ bầm đi, cho ông bà cô chú coi cái chuồng dịch của con. Là chỗ nào, chỗ đó con tính nuôi 15-20 con ha. Dạ. Chỗ nào con? Có trồng xả đây nè hả Quân? Có. Cái đó con trồng hả mẹ trồng? Mẹ con trồng. Mẹ con trồng ha. Dạ. Con nuôi chỗ nào ở đây hả? Dạ đây. Này là cái chuồng dịch là con quay lại cho ông bà cô chú thấy mặt con nè. Con nói chuyện lớn lên cho ông bà cô chú nghe nha. Dạ. Là cái này là lần nữa con định hút dịch về là con nuôi ở đây. Dạ. Nuôi ở đây nè. Là rồi con có treo bóng đèn gì ra không? Là chắc nếu có dây có sợ có dây điện nào đủ dài với có cái bóng đèn con mua là nó gắn, còn nếu không là để gì luôn khỏi gắn bóng đèn. Con phải treo bóng đèn con đem cho nó chứ. Chứ thường là ở đây con mua không ai, con cũng không có treo nữa, chuồng bên đó cũng không có treo luôn. À, là nhà con nuôi vịt nuôi này kia vòng vòng đây, còn cái chuồng này là chưa có nuôi phải không? Dạ, mới sửa lại xong đó. Cái nữa cái nền con có gãy gom con làm gì thêm nữa không? Dạ, cũng không biết làm gì thêm nữa, con chỉ gãy gom cho mấy con vịt nó nằm thôi. Ừ. Con nói ông bà cô chú đi, đây là cái khởi nghiệp của con. Cái khởi nghiệp của con. Khởi nghiệp của con. Con sẽ nuôi ở đây. Dạ. Bây giờ chú sẽ hỗ trợ con vốn con nuôi, con mừng không? Dạ mừng. Cảm ơn ông bà cô chú đi. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú vào chúc con buổi sáng cho nó vui vui con. Dạ chúc ông bà cô chú mạnh khỏe. Mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh. Rồi giờ hứa với ông bà cô chú con sẽ ở nhà phụ mẹ chăn nuôi rồi sau này học hành rồi cho tốt luôn. Dạ, con hứa là con mai mốt con sẽ ở nhà con phụ mẹ chăn nuôi dịch bầy dịch này với con sẽ gán con học thiệt giỏi để không làm phụ lòng cha mẹ cho cha mẹ buồn. Cô chú anh chị thì đối với những bé 12 tuổi vậy nè, đang là cái tuổi ăn tuổi học, có nghĩa là đi học về có thể là phụ được nhiều phụ, có thể là đi chơi như thế nào. Còn bé Quân á, thì biết nghĩ tới nhiều hơn. Em ấy thì ở nhà bầm chuối, trồng rau, sửa sùng cho cha, cho bà nội. Và đặc biệt một điều nữa là Quân sẽ khởi nghiệp bằng 20 con vịt ha. Dạ. Chú cũng mong rằng 20 con vịt đó sau này sẽ nuôi nấng từ từ những cái lớn hơn nữa. Dạ. Sau này con sẽ nuôi nhiều hơn hoặc là làm một cái công việc gì đó nó nhiều hơn cái này để con phát triển cái khởi nghiệp của con ngày hôm nay. Thay mặt ông bà cô chú, chúc con điều đó ha. Dạ. Giờ dẫn chú đi vô đi, dẫn chú đi vô chú trao quà cho gia đình mình ha. Nè, mừng không? Em mừng. Chị ơi, chị em xin lỗi, chị có thể nào rảnh tay lên em gửi quà cho gia đình mình ạ? Dạ, dạ. Dạ. Lá lốt này con bứt về hả Quân? Dạ. Chị ngồi đi ạ. Một lần nữa Nghĩa xin giới thiệu ông bà cô chú, đây là anh Hải cũng như là chị, là vợ anh Hải và bé Quân là con của anh Hải đây. Anh chị thì anh Hải thì giờ bệnh thoát vị đĩa đệm chị ha. Nằm đi đứng rất là khó khăn, chân bị tê. Còn bà cụ là bà nội của bé Quân thì nằm 4 năm hả chị? 4 năm bé Quân thì còn đi học. Thì qua nội dung video hôm trước em có đến đây em ghi hình đó. Thì được ông bà cô chú cũng
yêu thương, gửi những yêu thương đến gia đình mình. Hôm nay em đến em xin phép em trao lại cho chị luôn ạ. Dạ thì hôm nay em quay trở lại đây đó để gửi những món quà của ông bà cô chú anh chị đến gia đình mình. Dạ thôi, trước hết tôi trong gia đình má chồng xin cảm ơn trước thì rồi mấy cô mấy chú mấy bác mà gần xa đâu có lòng hảo tâm cho số tiền đặng tôi mà lo thuốc men cho chồng với cho bà nội nữa. Xin cảm ơn các mạnh thường quân nữa. Đầu tiên em xin gửi món quà của anh Lợi ở Đồng Nai gửi cho gia đình mình là 2 triệu. Dạ. Dạ, chị cầm cho mấy 500 triệu. 1,5 triệu. 2 triệu, cái này là của anh Lợi ở Đồng Nai. Dạ thôi em xin thay mặt cảm ơn anh Lợi ở ngoài Đồng Nai có lòng hảo tâm cho em số tiền 2 triệu này để mua tả mua thuốc rồi cho chồng em. Dạ em xin cảm ơn chúc cho anh Lợi anh chị ở bển làm ăn phát tài phát lộc. Dạ em cũng thay mặt gia đình anh Hải chân thành cảm ơn anh Lợi, chúc anh luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Phần đây là em xin gửi cái tiền của cô Trân Lộc ở Sóc Trăng. Dạ. Gửi cho gia đình mình 1 triệu. Dạ 500, 1 triệu, cô Trân Lộc ở Sóc Trăng đó chị. Dạ xin cảm ơn cô Trân Lộc ở Sóc Trăng cho con số tiền 1 triệu. Con xin cảm ơn chúc cô mà mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi. Dạ con cũng xin thay mặt gia đình anh Hải chân thành cảm ơn cô Trân Lộc rất là nhiều, chúc cô luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Tiếp theo em xin gửi phần tiền của cô Tô Ánh Nguyệt ở bên Mỹ là 1 triệu. Dạ 500, 1 triệu, cô Tô Ánh Nguyệt ở bên Mỹ đó chị. Dạ thay mặt xin cảm ơn cô Tô Ánh Nguyệt ở bên Mỹ, chúc cô ở bển làm ăn phát tài phát lộc. Dạ con xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn cô Tô Ánh Nguyệt rất là nhiều, chúc cô luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Đây là phần tiền em xin trích trong cái quỹ của gia đình cụ bà 99 tuổi ở bên nước Mỹ. Dạ. Chị thấy cụ bà 99 tuổi còn gửi về quê hương Việt Nam đó. Dạ. Quân nè, bà nội 95 tuổi, cụ bà ghê 99 tuổi đó con. Dạ. Con thấy xúc động không? Dạ có. Đây em gửi 1 triệu, 500. 1 triệu của gia đình cụ bà 99 tuổi, trong đó có cô Mai, cô Yến, cậu Khánh với em Hưng là cùng nhau để đưa em cái quỹ hôm nay. Dạ, em trao chị 1 triệu. Xin cảm ơn cụ với mấy cô mấy bác trong gia đình, anh chị em trong gia đình, cầu chúc cho mà mạnh khỏe mà làm ăn cho phát tài phát lộc, không đứng số tiền thì con mừng dữ lắm. Dạ. Mua tả mua sữa đồ cho nội với mà cho chồng con. Dạ con xin cảm ơn. Dạ thì con cũng xin thay mặt gia đình anh Hải chân thành cảm ơn gia đình cụ bà đã, cụ bà 99 tuổi đã gửi yêu thương đến gia đình, chúc bà cụ luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Tiếp theo đây thì em xin gửi cái phần tiền của cô Hoa ở Bà Rịa Vũng Tàu gửi cho mình là 2 triệu. Dạ 500, 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, cái đó là của cô Hoa ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ xin cảm ơn cô Hoa ngoài Vũng Tàu mà nhận số tiền này, chúc cho cô mà sống lâu trăm tuổi. Con cũng xin thay mặt gia đình anh chị anh Hải với chị đây cũng như bé Quân chân thành cảm ơn cô Hoa rất là nhiều, chúc cô luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Còn Quân con nè, là con nói con đi học á là cái xe đạp con bị hư hết trơn rồi đúng không? Dạ. Đi sửa hoài hả? Dạ. Con có mong nếu mà có ông bà cô chú thương con cho con chiếc xe đạp mới con mừng không? Dạ mừng. Mừng ha. Dạ. Hứa với ông bà cô chú là gắng học giỏi nghe. Dạ. Rồi với lại là nuôi vịt đúng không? Dạ. Giờ nói lại một lần nữa đi, nuôi bao nhiêu con vịt? Dạ nuôi 15-20 con. 15-20 con. Dạ.
Nhưng mai mốt chú vô đây chú có đi ngang hoặc là ông bà cô chú có thương gia đình mình có gửi quà nữa, chú ghé là phải thấy vịt phải lớn rồi rau phải ngon rồi này kia đã hái vô đãi chú ăn ha. Dạ. Bây giờ chú thông báo với con nè, có chú Quang ở bên Mỹ á, xem được cái video của chú rồi muốn hỗ trợ cho con một chiếc xe đạp cũng như là cho tiền con nuôi vịt. Giờ là chị ơi, chiếc xe đạp hôm trước thì em mua cho bé bên kia là 1.400.000 vậy đó, cũng lâu rồi em cũng không nhớ. Với lại là nuôi 20-30 con vịt thì thôi thì em xin trích cái quỹ của anh Quang ra là 2.000.000 em gửi cho bé Quân. Nãy này Quân nói là cái trại làm nuôi vịt này có rồi nhưng mà bóng đèn thì em cũng chưa thấy đó. Rồi coi có gì câu bóng đèn cho bé Quân chị ha. Tại nó còn nhỏ quá đừng để nó làm điện. À, chú gửi cho con ha. Dạ. Con cài cái mic vô đây đi rồi con nhận tiền. Biết tiền không? Biết. Biết tới 2.000.000 không? Dạ, chắc biết. Chắc biết là 200, 400, 600, 800, 1.000.000, 1.200.000, 1.400.000, 1.600.000, 1.800.000, 2.000.000. Rồi, cái đó là của chú Quang, con muốn nói gì chú Quang không? Dạ con cảm ơn chú Quang đã tặng cho con số tiền này để con nuôi vịt với mua một chiếc xe đạp. Con cảm ơn chú Quang rất nhiều. Chúc chú Quang tiếng đi con. Dạ con chúc chú Quang sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Chú cảm ơn con nha. Dạ. Dạ em cũng thay mặt gia đình anh Hải cũng như là bé Quân chân thành cảm ơn anh Quang rất là nhiều. Chúc anh luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Anh Hải ơi, nãy giờ em ở đây có ông bà cô chú thương gửi quà cho mình á, anh có muốn nói gì với quý mạnh thường quân không anh? Trước hết tôi xin đại diện gia đình xin cảm ơn các anh các chị các cô các chú các bác mạnh thường quân đã tài trợ cho gia đình tôi rất cảm ơn. Trong hoàn cảnh lúc khó khăn tôi rất là cảm ơn các chúc sức khỏe mọi người mạnh thường quân làm ăn phát tài phát lộc trong cuộc sống. Em cũng thay mặt quý ông bà cô chú quý nhà hảo tâm quý mạnh thường quân chúc anh mau khỏe mau lành bệnh để ra đi làm phụ chị ha. Chứ cảm giác mà nằm một chỗ gì nó cũng bức rứt anh ha, ăn uống rồi cũng không ngon. Anh là yêu cầu trong gia đình anh là sinh hoạt chính mà bây giờ nằm một chỗ rồi bực bội nó khó khăn gì lắm em ơi. Dạ. Với anh nè, em thường em đi quay rất là nhiều hoàn cảnh những bé cỡ tuổi như bé Quân á, thậm chí là chưa có bé nào biết cái suy nghĩ là mình phải làm cái công việc gì để mình tự mình trang trải như thế nào, giống như là Quân muốn có khởi nghiệp bằng 20 con vịt vậy đó. Anh thấy gì anh mừng không? Con nó tuổi nhỏ trẻ em nó biết nghĩ vậy là anh rất vui mừng lắm. Dạ. Vì thấy hoàn cảnh gia đình anh thì vậy, bà nội rồi mẹ nó thì bệnh hoài, bệnh truyền, bệnh liên liên à, sức khỏe yếu lắm, vợ anh sức khỏe yếu lắm. Thì nó cháu thì nó phụ giúp được chuyện gia đình, chuyện này kia lặt vặt vậy đó, trừ hết đi học thì về là nó sẽ phụ với mẹ nó bằm chuối rồi cho vịt ăn rồi lấy nước cho anh rồi thay tả cho nội rồi này kia vậy đó. Yeah. Thì nó biết nghĩ vậy là anh rất mừng. Yeah. Em cũng rất mừng vì điều đó, tại vì trong cuộc sống thì gia đình mình á chị, thì em thấy mọi cái gánh nặng lo toan đều lên đôi vai của chị. Tại vì giờ anh thì nằm chỗ rồi, đi đứng thì cũng tê rất là khó, bà nội cũng vậy, bé Quân thì cũng trong tuổi ăn tuổi học nữa. Cho nên là em cũng chúc chị có nhiều sức khỏe để lo cho gia đình trong cuộc sống phía trước chị ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn các mạnh thường quân rồi mấy cô mấy chú mấy bác gần xa rồi cũng vậy có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình, xin cảm ơn. Với cảm ơn cô chú rồi đấy, đến gia đình thấy hoàn cảnh khó khăn rồi thấy tôi dày đây rồi làm giúp đỡ, tôi cũng xin cảm ơn hai vợ chồng chú. Dạ. Ủa Quân nè, hôm trước giờ chú con cầm mic đi con. Hôm trước giờ chú vô đây mà chú chưa thấy cái góc học tập của con là thường con học ở đâu? Dạ con học ở trong phòng, trong mùng của con á. Trong mùng là trên giạc ha. Dạ. Không có bàn. Ủa sao chị không, hồi đó giờ bé không có bàn đi học hả chị? Không có mua cho nó, có cái bàn nhỏ nó để cái phòng ngủ nó đó. Là tối vô trong mùng học. Dạ. Có cái bàn đó rồi để cho nó học. Được
Thôi gắng học nghe con. Dạ. Thôi giờ trước khi chú kết thúc video, con nói với ông bà cô chú một câu nữa để ông bà cô chú thương con. Dạ, con chúc mấy chú, mấy bà, mấy ông, mấy bác sống mạnh khỏe, giúp cho gia đình con, cho gia đình con một số tiền để chăn nuôi trồng trọt. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Ừ. Dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Nghĩa cũng xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi yêu thương đến gia đình anh Hải. Xin thay mặt gia đình anh Hải chúc quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống ạ. Nghĩa cũng không quên cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ.